Miệt thứ check-in thị trấn thứ 11, ngày giãn cách, ai ở đâu ở đấy, ngày 8 tháng 8 năm 2021. Trong video ngày hôm nay, Miệt thứ sẽ gửi tặng mọi người một bài viết rất là hay của tác giả Thái Bình, được đăng trên mục Đời sống và Văn hóa của Công an Nhân dân. Bài viết có tựa đề Ai về Miệt thứ. Ngẫu hứng cất giọng lên câu vụng cổ, ông quay sang tôi, ông hỏi: Cái thia là con rạch nào biết không? Gắn bó với vùng đất Tây Ninh, ông Úc Dũng, tức là Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, nguyên phó tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng Lực lượng Bộ Công an, rất là mê vọng cổ. Mỗi khi đi xe qua những địa danh được nhắc đến trong một số bài vọng cổ, ông thường nghêu ngao cất giọng: Con rạch cái thia chạy về tắc cầu, con sáo qua sông, con sáo đậu hiên nhà. Trời tháng tư em mặc áo hoa cà, qua ngõ nhà anh em kéo nghiêng vành nó, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng. Con rạch nằm dọc theo tuyến quốc lộ từ ngã ba Minh Lương về hướng phà tắc cầu. Thật ra ông có lạ lẫm gì không trả lời câu hỏi của ông, chỉ tay về phía con rạch nằm phía tay trái, tôi gọn gọn: Nó đang bị bức tử anh ạ. Thời điểm đó, con rạch cái thia bị lấn chiếm để cất nhà, các cơ sở kinh doanh, dòng chảy bị thu hẹp. Nước dưới rạch đen ngòm do chất thải trực tiếp tuôn xuống. Lo một ngày không xa, rạch cái thia chỉ còn trong lời ca tiếng hát. Chính quyền tỉnh định bỏ tiền ra khôi phục, tiếc là không còn kịp nữa. Tận mắt nhìn thấy, ánh mắt ông Úc Dũng đượm buồn. Ai về Miệt thứ mà không một lần đi qua con rạch từng đi vào lịch sử của vùng đất Rạch Giá, Kiên Giang. Dù sao cũng cảm ơn Linh Châu, tác giả bài vọng cổ Hoa tím bằng lăng. Nhờ tác phẩm này mà thế hệ sau mới biết được thêm một địa danh, một vùng đất gắn với Miệt thứ. Nhớ lại hôm nào em kéo nghiêng vành nó, giả bộ vô tình làm rớt cánh bằng lăng. Đêm hành quân vành trăng sáng long lanh, nhớ con rạch cái thia chạy về tắc cầu. Em mơ ước ngày đất lành chim đậu, con sáo qua sông, con sáo đậu hiên nhà. Hơn 7 năm trước, từ bờ Châu Thành sang Miệt thứ, khách lữ hành đều phải lụy phà tắc cầu. Phà nhỏ rời bến, khách được dịp viết thêm cù lao, địa hình rất đặc thù của vùng sông nước. Cù lao nổi lên nằm giữa đạch tách dòng sông cái, đoạn này thành hai dòng cái lớn và cái bé. Từ bên bờ thuộc địa phận huyện Châu Thành, chúng tôi vượt con rạch lộc tắc như xé đôi cù lao Vịnh Hòa Phú, Trù Phú. Chỉ khoảng 200m luồn qua, phía trước mặt chúng tôi đã là dòng cái lớn. Trong cách gọi tên sông, cái được hiểu là con sông lớn nhất vùng, tương đồng với nghĩa là sông mẹ. Ở các tỉnh Nam Bộ, người dân cũng chẳng lạ lẫm với những tên sông như cái mép, cái tàu, cái vùng, cái cối. Và mảnh đất đầu tiên của Miệt thứ sau khi phà vượt sông cái lớn có tên là Sẹo Rô. Ngót 60 năm trước, chiến công tiêu diệt chi khu Kiên An được xem là trận diệt chi khu đầu tiên của quân dân Nam Bộ. Trận này rất có ý nghĩa bởi nó đã cổ vũ tiếp thêm sức mạnh cho phong trào đấu tranh cách mạng của quân và dân miền Nam. Miệt thứ đó là tên chung chỉ vùng đất thuộc các huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận và U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang. Theo mô tả của nhiều nhà nghiên cứu, nếu xuôi ghe tàu theo sông cái lớn, Miệt thứ là vùng đất nằm bên tay trái khi chạy ra hướng vịnh Rạch Giá, tiếp tục rẽ trái xuống tới huyện U Minh, Cà Mau. Vận tính từ sông cái lớn, đó là vùng đất chạy dài trên 30 cây số tới trung tâm huyện An Minh, rộng chừng 15 km tính từ bờ biển vào đất liền. Trên vùng đất đó, lần lượt có những con rạch mang tên giống như dân Nam Bộ đặt ngôi thứ cho các con cháu trong nhà, bắt đầu từ thứ 2 đến thứ 11. Nhà văn học giả Sơn Nam cho biết, Đại Nam Nhất Thống Chí có ghi đó là vùng Lâm Sát, là vùng Thập Câu. Nhiều người hiểu Thập Câu là 10 con rạch chạy song song từ vùng đất thấp U Minh Thượng ra biển. Theo ông già Nam Bộ Sơn Nam, đó gọi là Thập. Nhưng thực tế, dân địa phương lần hồi khai thác và khám phá thêm. Như giữa con rạch thứ 9 và thứ 10, họ đào thêm thành con rạch thứ 9 rưỡi. Tương tự như thế, có thứ 6 rưỡi, thứ 7 rưỡi. Không nằm giữa những con rạch đó thì mang tên khác. Cũng có rất tự nhiên, dễ nhớ như sẹo vẹt, sẹo ngát, chà và giả, chà và thiệt, rạch ổ heo, rạch nằm bếp, rạch kim quy. Khi xe vừa ra khỏi thị trấn thứ 3 một đoạn, đến địa phận xã Đông Thái cùng huyện An Biên, chúng tôi thấy có cầu Sẹo Bướm bắc qua con rạch cùng tên.
Khi tôi đang còn thắc mắc ngờ ngợ, thậm chí ngờ rằng mình đã nhìn nhầm, thì có người đã đọc câu vè vui như thế này: dưới sông bao bướm nổi trôi, trên cầu bao kẻ đứng ngồi tiếc than. Sự thật là có một câu chuyện của ngày xưa như thế này. Có một gia đình nọ có người cha già sống với cô con gái đã đến tuổi cập kê. Cô gái hay lén cha ban đêm á, qua bên kia cầu đi chơi suốt đêm luôn. Bị cha la rầy hoài mà cô gái này không có chịu nghe. Rồi một hôm á, ông cha ông tức giận quá, ông mới phán rằng: mày mà còn sang đấy chơi nữa là tao sẽ xẹo nghe. Rồi cô gái nghe, cô ấy sợ quá nên trốn biệt chẳng dám về nhà. Người cha thì ngày đêm trông ngóng để rồi sau đó chết dần mòn. Từ đó dân chúng đặt cho cây cầu này là tên là Sẹo Bướm, là như thế đó. Tuy nhiên cũng lại có một giải thích khác. Sẹo là một đoạn kinh. Rạch nhỏ được người dân đào thông từ sông, rạch lớn cho ghe xuồng vào tận nhà hoặc là ruộng vườn của mình. Lúc đào á, người ta thấy có nhiều bướm bay từ các bụi cây cỏ dại hai bên nên đặt thành là Sẹo Bướm, riết rồi thành danh. Như ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh thì có cầu Rạch Chim bắc ngang rạch cùng tên. Ở huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng thì có cầu Tắc Bướm. Ở Cà Mau thì có cầu Vàm Bướm. Ở Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế thì có cầu là Khe Bướm. Miệt Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang thì có cầu là Sẹo Mốn. Thôi giờ thì chỉ có hai cách giải thích tên Sẹo Bướm như vậy thôi đó. Mọi người chỉ cần nhớ là Sẹo Bướm là ở Miệt Thứ là được rồi nghe. Trở lại với tên gọi Miệt Thứ, học giả, nhà báo, nhà giáo quê ở Bến Tre, Bùi Đức Tịnh một lần đã cắt nghĩa như sau. Thứ là danh từ dùng riêng cho vùng rạch giá Cà Mau để gọi những con rạch đổ ra Vịnh Thái Lan, bắt đầu từ khu vực gần sông Cái Lớn xuống đến Khánh Lâm, Cà Mau. Và khi nhắc đến địa danh thứ 9, ông lưu ý cần phân biệt vùng có những con rạch đến thứ 9 tại khu vực Thới Bình, huyện Sự, tên một ngôi chợ, với Miệt Thứ thuộc quận Năm Căn ngày trước. Đó thuộc quận U Minh Hạ, có 12 con kinh đưa vào rừng lấy củi ăn ong, tức là lấy mật ong, được gọi theo thứ tự từ kinh 1 đến kinh 12. Hồi trước, con gái xứ khác mà theo chồng Miệt Thứ thì thôi, rầu thúi ruột à. Không phải chỉ vì do đường đi chắc trở mà còn là vì nghèo. Vùng đất này ra hướng biển thì gặp phải sự nhiễm mặn, gay gắt quanh năm. Còn đi sâu vào hướng rừng U Minh Thượng thì gặp cảnh phèn chua. Mùa khô mặt ruộng nứt nẻ, có khi đi lọt cả bằng chân xuống. Má ơi đừng gả con xa, chim kêu vượn hú, chứ chim kêu vượn hú biết nhà má đâu. Em yêu anh nên đành xa xứ, xuôi ghe chèo Miệt Thứ Cà Mau. Đêm đêm ra đứng hàng ba, trông về quê mẹ lệ xa buồn buồn. Sương khuya ướt đậm vàng bầu, em về Miệt Thứ bỏ sầu cho ai. Đó là phận gái khi về làm dâu Miệt Thứ đó mọi người, được ca sĩ Hà Phương gửi gắm trong tác phẩm Em Về Miệt Thứ. Mà giờ thì Miệt Thứ không còn u u minh minh nữa đâu, không còn là vùng xa xôi cách chợ nữa. Dân cư Miệt Thứ giờ đã đông đúc lên, nghèo nàn bệnh tật đã lùi vào quá khứ rồi. Chèo ghe sợ xấu cắn chân, xuống sông sợ địa lên rừng sợ ma. Muội kêu như sáo thổi, đĩa lên tự bánh canh. Những cái sự nguy hiểm hoang dã khắc nghiệt ấy á, chỉ còn trong chuyện kể mà thôi. Còn bây giờ nha, thứ 3, thứ 11 là trung tâm huyện lỵ của An Biên và An Minh á, giờ là trung tâm giao thương kinh tế của cả vùng Miệt Thứ. Chợ thứ 3, thứ 7, thứ 9, thứ 11 giờ luôn tấp nập, nhộn nhịp người mua kẻ bán. Các bến sông cạnh chợ quê ở Miệt Thứ giờ ghe xuồng vỏ lại đậu kín. Quốc lộ 63 xuyên qua Miệt Thứ mới có tên mới, đường hành lang ven biển phía Nam. Con đường rất là đẹp, thông thương một mạch từ bờ biển Tây Nam của ta sang tận Campuchia và Thái Lan. Với người dân Miệt Thứ, điều sướng nhất là được di chuyển bon bon trên đường mới. Chiếc cầu vượt sông Cái Lớn, Cái Bé 7 năm nay đã thay thế phà Sẹo Rô Tắc Cậu. Trên nhiều cung đường khác của Miệt Thứ, người dân đã hết phải mòn mỏi cảnh lụy phà, lụy đò dọc, đò ngang rồi.
Với những khách phương xa đến Miệt Thứ, ai cũng sướng khi được trải nghiệm cảm giác trực tiếp ngồi trên những chiếc vỏ lại, len lỏi vào những con rạch nhỏ hai bên toàn dừa nước, thưởng thức những món ăn dân dã đồng quê, có cả con mắm cá lóc, mắm sặc đậm đà. Đặc sắc hơn là những du khách được may mắn nán lại rừng U Minh Thượng, nghe hương tràm ngang ngát, trắng đêm bên ly rượu gạo, ngâm với cháy giác cùng với chút mật ong rừng, nghe chuyện xưa, chuyện nay của Miệt Thứ.